trong ca sắp có event gì không? Đơ không, đơ chưa biết nè. Chắc đơ giveaway cái gì đó. Giveaway cái gì giờ nhỉ? Đơ không biết đơ giveaway gì giờ ta. Giveaway áo của đơ thì sao ta? Giveaway áo khoác FBTC được không? Giveaway cái cấp à? Cái cấp thì mình tôi nó phải có nhiều người chứ mình tôi khó quá, khó cho tôi á. Trời chứ anh đánh con Skill này bắn con mát tay mà em. Sợ FL với Machi coi. Nhìn Skill bắn của anh bắn này. Mát tay không? Hồi xưa một trăm này mà. Anh nói rồi những con mà có chiêu lướt lướt mà những con có chiêu mà vừa đam phép vừa đam vật lý á anh thợ. Thợ luôn á chứ. Ôi ơi 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 ơi. Trời ơi sắp đi trễ rồi. Quỷ sắp. Sếp ơi! Sao mà chơi game kỳ vậy? Sắp non điên kiểu mấy này đúng mấy cái cơ bản luôn á trời ai à má quýnh pha đã bắn nó gg bà nó à la sụp cả cho đơ nha anh em. Bớt kêu mấy cái tài nguyên đi nha. Nhìn đánh mấy cái này đi rồi kêu tài nguyên nha. Mấy cái thằng hay kêu tài nguyên á. Đi lên có nổi với người ta đâu mà kêu người ta tài nguyên thôi. Chị nào đi win lane nữa kiểu đi đi mà đè lên sẽ đơ á xong rồi sẽ đơ phải kêu gần cú á thì lúc đó hãy kêu tài nguyên chứ đi lên tự thua rồi kêu ở đây tài nguyên không có được vậy, kêu vậy chết rồi nói vậy người ta đánh giá không không có chuyên môn nha anh em nên xem giải anh em cũng phải có chuyên môn. Damn.
tập trung đánh xíu nhanh em ơi. Xíu giờ tương tác sau nha. Chúng đánh xíu game này win nhé. Oh shit. À, mày tưởng có tẩy rồi. Phải có tẩy không có sợ phi đồ nó gờ khó chịu. Không có kháng phép nó gờ đau. Game này giả kiếm không có tác dụng. Né xuống. Oh shit. Thời diễn viên. Nghe mà mắc cười. Nghe nó nói chuyện mà đỡ mắc cười. Thời diễn viên. Thời diễn viên nghe mà mắc cười. Từ kiều nó né xuống là nó phải né xuống. Phải cúi không? Từ kiều nó né xuống là nó né xuống liền. Nghe lời đỡ mà. Anh em nhấn like subscribe cho đỡ nha. Cảm ơn anh em nhiều.